Nay mình mua thử một lít chất tạo bọt trên một cái trang Lazada, cái trang người ta bán này, mình cũng thử để xem kiểm tra cái chất lượng bọt mà sau khi mà ra bê tông ấy thì nó như thế nào, để mình cũng biết được là cái bọt của mình đang sản xuất ra khác với lại cái bọt của người ta đang còn bán trên thị trường sao. Nhiều khi người ta hỏi là sao dạ của ông này đắt, dạ ông này rẻ, mình không biết giải thích sao. Thôi thì cứ mua của người ta đái về mình thử. Trên mạng mà cứ mua đái đâu có ai biết ai đâu nhỉ. Đúng không? Nên là mình cứ mua về mình thử xem. Đây. Sau khi mình cho nó ra bê tông thì theo cái công thức mà như như bên bộ phận nghiên cứu thì họ nghiên cứu thôi. Thì sau khi ra bê tông thì mình thấy là nói chung là nó rời rạc, nó không được như cái bọt của mình ra. Bọt của mình ra nó dẻo kẹo ra, nó có cái chất keo trong. Mình không phải là đây, không phải là chê, không phải là chê người ta, nhưng mà cũng quả thật là đây chỉ là bằng cái thành phần thô mà lúc mình chưa phối hợp các chất lại với nhau trong cái bọt sa móc á, thì mình phối hợp mà 3 đến 4 thành phần lại với nhau để ra được một cái bọt để mình cung cấp cho khách hàng với lại cho các cái đơn vị sản xuất bê tông bọt. Còn đây là bằng một thành phần của mình, đại khái nó thế này, để một lúc thì nó sẽ ra cái từ nó thoát khí ra, nó sẽ tạo cái lồ lồ, còn của mình ra thì nó kéo lại nó với lại cảm thấy nó rơi rạc. Cân đúng cái tỷ lệ trọng lượng của công thức của mình đang còn cho ra, nhưng mà cứ ra đi, chưa bê tông chưa thành, để cái này thì trước mắt thì quay cái lúc mà ra hỗn hợp đây thôi, còn khi nó thành thành phẩm rồi mình mới có nhận xét chính xác được. Còn bây giờ là đang ăn thử, đang ăn test màu nên đổ lung tung ra, đổ ra cả thành cái tấm với lại thành cái cục để mà kiểm tra xem sao. Nó cảm giác mình nó còn cảm giác như cái này nó bị rơi rạc á, nó không liên kết được với nhau á. Mình đây mình đang đồ mình mua con lít về mình thử đấy. Thử cả ngoài này nữa, cái này mình đồ tầm dài luôn này. Đó. Tầm này thì đồ dài luôn. Đây, nhiều người hỏi bê tông bọt thì nó ra sao thì nó ra vậy này. Nhiều anh mua về trộn không 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 đúng tỷ lệ á, với lại không đúng cái công thức á. Nên là nó sẽ không ra được như thế này. Thành thử ra các bạn hỏi là mua chất bọt về rồi làm sao để cho nó ra bê tông bọt, thì mình cũng có đăng một cái clip mà làm bê tông bọt bằng tay trước đó rồi. Nhưng mà bằng tay thì nó không được như thế này đâu. Đại khái nói thật vậy. Bằng tay thì nó ra được kết quả đâu đó là 50-60% như thế này thôi. Nó cũng sẽ nhẹ hơn một chút bê tông thường, nhưng mà nó không được đẹp, bọt nó không được đều như vậy này. Đấy, là cái kết quả bê tông ra thì tất nhiên là nó sẽ không được đều, còn nó vẫn nhẹ hơn bê tông bình thường. Đại khái vậy. Tại vì khi mà quậy bằng tay thì cái bọt nó không được như bằng máy. Còn đây là cái bê tông bọt á, bê tông mà đổ bọt thì nó phải ra được quèo như thế này. Nói chung là nó phải sệt sệt như này mới đạt được yêu cầu. Còn cái vấn đề sau khi nó thành phẩm á thì nó phải phụ thuộc vào phụ gia và hóa chất. Thì cái phụ gia và hóa chất thì bên mình có những cái phụ gia nào đó thì đều giới thiệu cho anh em làm cả. Còn anh em áp dụng nó vào công thức như thế nào thì tùy anh em thôi. Còn nói thật là nếu như anh em quan tâm đến bê tông bọt thì bên mình vẫn chuyển giao công thức. Nhưng mà tất nhiên là chuyển giao công thức sẽ có một cái phí chuyển giao. Đấy, đại khái vậy. Còn anh em mua bọt thì bên mình sẽ gọi là sẽ hướng dẫn làm sao để cho nó ra bọt. Đại khái vậy. Đấy. Đấy thì mình cũng giới thiệu sơ qua về bữa nay mình mua một ít cái chất tạo bọt người ta bạn đại khái là trên những cái trang thương mại điện tử ấy, cứ lên search chất tạo bọt là nó ra, mua đại một hai chất về mình thử. Đấy, mình cũng chả ai biết mình làm cái này mà mình chả biết người ta có làm hay không.
Nhưng mà mình làm nên mình mua về mình thử xem là cái hóa chất của họ làm có ra được những cái hóa chất của mình làm không. Nhưng người ta nói là biệt người biệt ta mà, đúng không? Nên là cũng phải 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 thử thôi, thử mới biết được. Chứ không phải là cứ nói mua bọt về cái là ra được bê tông bọt liền. Để ra được một sản phẩm mà nó ưng ý là cũng phải làm nhiều lần lắm. Đây, đây là những lần mà mình phải thử đi thử lại. Đấy, những cái kết quả này là thử đi thử lại được rồi, nhưng mà phải làm lại rất nhiều lần để cái kết quả mình cho là được đi là phải làm lại rất nhiều lần nữa. Đây là những cái kết quả mà mình làm. Đây, mã số của màu này, đấy, mình ghi lên đây hết khuôn màu. Đấy, anh em quan tâm thì tự làm.